Ok, em sẽ học viên dạ vâng. Mình điểm danh nhé. Trung thiện tâm ạ. Ok. Nguyễn Trọng Hùng. Không có. Dương Đình. Có Vâng. Thanh Xuân ạ. Huy Hoàng. Huy Hoàng. Hoàng Trúc ạ. Lê à, vâng. Thiện Nhân dạ có ạ. à, Minh Hoàng ạ. Có Tuấn Huy ạ. Thái Tuấn Huy. Có Thái Dương. Mọi người bán nhiều cái Hồng Ngọc. Có em ơi, Dạ. có Thanh Quy ạ. Phương Chi. Hoàng Hiếu ạ. Vâng. Gia Luật. dạ có. Dạ. Nhật Linh ạ. Vâng. Đúng. Việt Anh. Vâng. Anh Thư ạ. Đó. Tuấn Dương. Vâng. Hàng Thông ạ. Không có. Có bao nhiêu người vào? Sáu. Có 10 người vào liền. Chào mọi người ạ. À, mọi người đã làm hết bài tập về nhà chưa? Để em nhắn xem. Ui, nhiều quá. Vâng. Vâng, có gì em sẽ về kiểm tra xem là mọi người làm đến đâu rồi ạ. Thì mọi người có câu hỏi nào không ạ? Về bài tập về nhà. Kiểu như là có phần nào chạy không được không? Em không thấy mọi người hỏi gì luôn. Nên em không biết là mọi người chạy được hết không nữa. Mọi người có gặp vấn đề nào không ạ? Ok. Mọi người không gặp vấn đề nào luôn ạ. Mọi người làm hết cả cả tất cả các phần chưa? Kiểu như là làm đến đâu rồi á, làm phần basic năm tay pandas matplotlib thì đã làm hết chưa? Thì để em hỏi nhé. Đây mới phần basic. Vâng, thế thì pandas với numpy là vẫn chưa làm đúng không chị? Thế chắc là kiểu hôm nay mình sẽ vừa thực hành luôn để chị biết là cái phần nào ở trong pandas với numpy thì được dùng ở trong học máy, thì về lúc đấy thì chị sẽ ôn tập luôn xem là nó ứng dụng như nào á, để chị biết là phần nào chị cần học. Chị Linh làm ok. Chị Linh này mới làm đấy thì Gia Luật đã làm hết chưa? Em xin lỗi mọi người, em vẫn chưa nhớ được tên với tuổi mọi người nên là em cứ gọi tên. Gia Luật đã làm hết chưa?
Bạn Dạ đã có làm nhưng mà chưa có hết, chỉ có mấy cái không hiểu. à, em không hiểu chỗ nào em không Lời thứ em coi chứ. ok có gì em không hiểu em cứ nhắn lên group chung á xong rồi chị giải đáp hết luôn cho nhanh. Có ai có câu hỏi nào nữa không ạ? Thì mọi người chuẩn bị đi xong rồi mọi người hỏi luôn. Trong lúc này hoặc mọi người có thể share màn hình luôn á. Xong rồi em nói luôn. Thì mình dành khoảng 13 phút nữa để chữa bài tập. Xong rồi mình nói bài mới. Chữa bài về Python. Lê Trúc có câu hỏi nào không ạ? Về các phần các thứ chạy thì em nhớ có một câu hỏi là chạy về set thì cái này em vẫn chạy được bình thường á em. Mọi người kiểu khi mà mọi người chạy không được hết á thì mọi người có thể bấm vào đây nè. Đầu tiên là mình connect nhá. Xong rồi mình chạy lại từ đầu hết toàn bộ các câu lệnh bấm run all lại á thì cái này nó vẫn chạy được. Em không biết là cái đoạn đấy nó bị lỗi ở đâu nữa nhưng mà em chạy lại thì vẫn được. Record cho em. Em vừa bấm record rồi mà đây ạ, vẫn record. Vâng, record rồi á chị. Vâng, bạn có câu hỏi nào không ạ? Trung Thiện Tâm. Bạn có câu hỏi này luôn không? Đây, cái phần set thì em vẫn chạy được nè. Không có. Em tìm ra câu hỏi cho em. Giả sử như có mấy cái mà mọi người chạy theo anh mentor, anh teacher mà không chạy được thì là do à không, chắc là mọi người chưa gặp trường hợp đấy đâu, lúc nào mọi người gặp trường hợp đấy em nói tiếp. Không ai có câu hỏi nào luôn ạ. Mọi người nhiệt tình lên ạ. Em không bắt ép mọi người gì đâu ạ, kiểu cứ hỏi thôi, không biết thì hỏi thôi á. Gia luật tìm ra câu hỏi cho em. Nhìn chưa? Thế là làm hết rồi đúng không? Em chưa có làm hết. Em làm đến đâu rồi? Em làm phần basic chưa? Em xong basic rồi, em coi cái phần map clip đó. Cái Matplotlib em không cần phải kiểu làm hết tất cả các lab đâu, tại mấy cái đấy nó khó lắm nên là mình chỉ kiểu làm mấy cái kiểu vẽ line graph rồi bar chart các thứ thôi, vẽ mấy cái thì là đơn giản như là chị nói á. Nên chị nói là mấy cái mà chart đơn giản thì mình học thôi, còn mấy cái mà khó khó ở trong phần lab thì không không cần phải chạy hết đâu. Thế là mình sẽ làm những cái kiểu như này này, mình biết vẽ như này là ok rồi á. Đây này, đây là line graph đúng không, có hai cái đường này mình vẽ được như này, hoặc là vẽ cái scatter plot, hoặc là bar chart vẽ như này, hoặc là vẽ cái correlation plot thì cái này đợi những buổi sau rồi mình học đó. Mình chỉ cần học cái này là được, hoặc học vẽ cái này nè, để tìm median các thứ lại chứ. Còn còn mấy cái này khó quá thì mình không cần học đâu á. Mấy cái này không cần học tại chị cũng không biết vẽ mấy cái này. Tức là tùy bài thì mình sẽ học, mình học mấy cái đơn giản trước đã. Tùy yêu cầu rồi mình mới cần học kỹ thêm mấy cái này sao, chứ trước mắt thì không cần học đâu. Hoặc là nếu mà Matplotlib nó vẽ không không đẹp lắm, kiểu như là mấy cái gradient của nó nhìn nó cái màu nó không đẹp đúng không, thì mình có thể vẽ dùng seaborn này chẳng hạn, thì cái màu của nó nhìn sẽ kiểu nó cái màu nó nhìn nó nhã nhặn hơn đó.
Tức là cái nào ở trong Matplotlib có thì seaborn này nó cũng có hết luôn, nhưng mà nhìn chung lại thì cái màu sắc của nó đẹp hơn. Tức là trong cái thư viện Matplotlib này nó rộng lắm, nên là giả sử mọi người cần cái gì á thì mọi người học, hoặc là mọi người bắt gặp một cái hình nào đẹp xong rồi mọi người nhìn vào cũng được, nói chung là làm theo chứ không cần phải kiểu biết hết từ đầu á. Giả sử như em cũng học Python chắc được 3 năm rồi nhưng mà em không nhớ hết các câu lệnh đâu, lúc nào kiểu em cần dùng cái gì á thì em gõ ở trên này hoặc dùng ChatGPT kiểu thế, chứ chứ không không ai là nhớ hết tất cả. Giả sử như em bảo mọi người học Python, học kiểu học viết lại tất cả những cái này á, nhưng mà không cần phải nhớ hết đâu, chỉ cần là mọi người biết là giả sử mình tìm cái này ở đâu, sai lỗi này thì mình phải làm gì. Để em show cho mọi người một cái lỗi. Tức là thường nếu mà mọi người gặp lỗi thì làm sao để mọi người biết được là lỗi nó ở đâu á. Đây, xem nào. Cái trong cái phần tin nhắn. Đây, giả sử có một cái lỗi này. Cái lỗi này thì em chưa nói. Giả sử cái lỗi này đi. Đây mọi người có thể thấy là khi mà mọi người gặp cái lỗi này nè, cái này không có cái attribute là read CVS chẳng hạn, thì bây giờ làm sao để mọi người biết là cái này nó sai ở đâu được ạ? Thì có ai có thể phát biểu được là khi mà mình gặp cái lỗi này thì làm sao mình có thể sửa được cái lỗi này không? Vì cái việc sửa lỗi nó rất là quan trọng khi mà viết code đó, thì mình học cách sửa lỗi luôn thay vì là đến cái nào mình cũng phải hỏi đúng không? Thì mình có thể tự tự sửa lỗi được cho bản thân. Ừ, đúng rồi, mình xem Stack Overflow nhưng mà không cần phải Stack Overflow đâu. Thì em nghĩ là mọi người sẽ khi mà mọi người gặp cái lỗi này đúng không? Thì mọi người sẽ ban đầu mọi người sẽ đọc đi, mọi người sẽ đọc cái lỗi này xem. Nếu mà cái lỗi mà nó ngắn lắm thì mọi người có thể đọc, thì mọi người có thể hiểu là trong cái pandas nó sẽ không có cái attribute là read CVS. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái attribute mà mình ghi như này, một là nó không có thật, hai là mình đang viết nó sai, hiểu không? Kiểu như là mình viết nó sai sai lỗi, tức là viết nó không đúng cái tên tiếng Anh ấy chẳng hạn, thì một là cái lỗi đấy, hai là nó không có thật. Thì mọi người có thể question một trong hai cái câu đấy. Thì bây giờ mọi người sẽ lên trên mạng hỏi là module pandas have no attribute read CVS. Giả sử với trường hợp này mọi người chưa biết cái lệnh read CVS này là gì đúng không? Thì bây giờ mọi người cứ nhấn vào đây, sau mọi người sẽ thấy những cái lỗi này ra. Thì bây giờ mọi người chỉ cần nhấn vào đây thì mọi người đã biết là cái attribute CVS này không đúng rồi, mà phải viết là CSV thì mới đúng. Đúng rồi, nên là kiểu khi mà mọi người gặp cái lỗi nào á, thì trước trước ý là nếu mọi người chạy không được đúng không, thì trước mắt mọi người cứ bình tĩnh đã, không phải là mình sai mà chỉ là chắc là nó viết sai ở đâu, nên là một là mọi người sẽ đọc kỹ cái error đấy, hai là mọi người nhấn vào trên Google. Nếu mà nhấn trên Google mọi người đọc đọc ở trong mấy cái trang này vẫn không hiểu á thì có thể hỏi em. Thì thường những cái lỗi trong này nó cơ bản lắm nên là mọi người sẽ biết được. Giả sử nhá, giả sử em lấy bài của thầy đi. Bài của thầy ở đây thì đã chạy được rồi, nhưng mà giả sử mọi người về thực hành buổi 2 đúng không? Xong rồi mọi người bấm vào cái bài bảo hiểm này, xong rồi em chạy thì nó sẽ có một cái lỗi. Thì bây giờ làm sao để mọi người biết cái lỗi đấy là gì? Thì cái việc học biết cái lỗi nó ở đâu nó rất là quan trọng ấy, vì nó sẽ tiết kiệm thời gian mọi người chạy code. Kiểu như giả sử mọi người đang chạy code đúng không, xong lỗi tùm lum ra, xong mọi người không biết sửa ở đâu, xong rồi rất là cuống, nên là mình cứ bình tĩnh thôi, sửa từng lỗi một. Tức là nó cũng không nhiều lỗi đến thế, nhưng mà mọi người cứ bình tĩnh là mình sẽ làm được. Giả sử nhá, em sẽ chạy cái lỗi code này đi, chắc chắn là nó sẽ bị lỗi ở đây. À không, nó không bị lỗi luôn, tại vì em đang đang có sẵn ở đây rồi. Nên giả sử em chạy đây đi, đây giả sử em chạy ảnh dân đi, tại vì em vừa up lên rồi nên chắc chắn là nó được.
Không cần sign in nữa, em bring on lắm. Tất cả sign in. Người đợi anh. À không, thực ra không cần phức tạp thế. À, em chỉ cần xóa cái này đi là được. Tức là lúc mà mọi người chạy, mọi người sẽ không có cái sai này. Đây, giả sử như mọi người nhấn vào link của thầy đó, thì mọi người sẽ gặp luôn như này. Thì bây giờ mọi người chạy nhá, thì mọi người sẽ gặp luôn cái lỗi ở đây. Thì người ta sẽ bảo là không có cái file hoặc là dictionary directory ở cái này. Thì cái này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thầy đang viết cái code này đó, dựa trên cái folder của thầy, tức là thầy đang ở cái folder đấy và thầy có thể chạy được và thầy là người chủ cái folder đấy luôn, nhưng mà mình thì không phải là chủ cái folder đấy, mọi người hiểu không? Tức là mình đang chạy cái link này, mình đang chạy cái file này nhưng mà ở trên drive của mình cơ, còn cái này là thầy đang chạy cái link này nhưng mà trên drive của thầy, nên là cái file này này, cái file insurance.csv này đúng không, thì nó đang ở trên drive của thầy chứ không phải ở trên drive của mình, nên là giả sử khi mà mình chạy như này á thì nó sẽ bảo là không tìm ra cái file với directory này, bởi vì cái này nó có nằm ở trên drive của mình đâu. Drive của em là Khánh Huyền này, còn drive của thầy là thầy mà đúng không, nên là khi mà mọi người gặp cái lỗi này á thì không phải là code không chạy được mà là do mọi người không có cái file này, nên là cái cách làm thì đơn giản lắm. Thì thay vì mà chạy luôn cái của thế như này á, thì một là mình sẽ tải cái file này về, tải cái file Python notebook này về, xong rồi mình tải lên cái drive của mình và tải cùng cái, một là tải cùng cái data lên luôn, hai là mình sẽ tự up data lên thẳng như này, tức là mình tải cái data của thầy về xong rồi mình up lên như này thì nó sẽ không phải là lưu giữ mãi mãi, tức là nó sẽ giữ trong cái phiên mà mình đang làm việc thôi. Mình tắt cái trang này đi thì nó sẽ mất luôn cái này. Còn nếu mà mình tải lên drive của mình á thì nó sẽ lưu giữ ở đấy mãi. Thì bây giờ sau khi mà mình tải lên rồi á thì mình đang làm việc với cái thư mục này rồi đúng không? Thì mình có thể dùng luôn cái như này. Đó thì nó sẽ chạy được. Thì lúc nào mọi người gặp cái lỗi đấy chứng tỏ là mọi người đang chỉ sai vào cái file á. Thì cách khác thì mọi người có thể thì cái này là một nhé, một là mọi người tải nó lên nhé, nhưng mà cái này không recommend. Thì cách thứ hai mọi người làm là chính là gì, đó chính là mọi người tải thẳng lên trong cái data của mình luôn, thì nó sẽ là như này. Tức đây là ví dụ thôi nhé, mọi người chưa cần hiểu data nó là gì đâu, ý là em đang ví dụ cái cách mà tải data lên thôi để cho mọi người biết là trong Python thì tải data các thứ gặp lỗi các thứ mọi người phải làm gì. Giả sử như đây là bài lab của em đi, thì đây em cũng đang gọi cái data đến đúng không, gọi cái data trong mục dataset này, nhưng mà giả sử em chạy luôn cái này nhá, giả sử em đang nó đang trở vào rồi thì đây em đang tải cái read.csv này về thì nó sẽ chạy được, tại vì em đang trỏ đến cái thư mục đúng với cái drive của em. Nhưng mà nếu mọi người mà chạy như này nguyên trong, tức là giả sử mọi người vào cái thư mục này của em xong rồi mọi người chạy y nguyên á thì mọi người sẽ gặp lỗi, là bởi vì trong thư mục của mọi người, nó trong thư mục của mọi người không không có cái file đấy, nên là cách làm thì mọi người sẽ làm như em, tức là mọi người phải tải nó về, tức là tải hết mấy cái này về xong rồi trỏ đến đúng cái thư mục mà có cái file này á thì mọi người mới chạy được. Thì cách làm đơn giản đó, mọi người tải về hết rồi mọi người tải lên cái drive homework á, xong mọi người trỏ vào đúng cái đấy thì nó được. Và cách làm sao để nó hiện vào drive của mọi người đúng không, thì nó đơn giản lắm, mọi người chỉ cần như này nè, xong rồi mọi người ở đây move to, tức là mọi người
Đây không phải của em nên là em không làm như thế được. Đây em sẽ làm một cái try khác, giả sử như try của thầy đi, thì làm sao để em có thể chỏ cái này vào đúng cái try khi mà em mở cái try thành notebook lên đúng không? Thì em sẽ làm như này. Em sẽ làm là đây add shortcut to try. Đúng rồi, em mọi người sẽ bấm vào đây xong rồi em sẽ bấm cho nó vào cái my try của em á. Tiếp này. Đấy, em sẽ cho nó vào đây em sẽ cho nó vào luôn classroom. À không, em không cho nó vào classroom. Em sẽ... Mọi người chú ý em trước đây. Em sẽ cho nó vào shortcut của Drive. Thì khi đấy cái Drive của mình nó sẽ có. Đây em cho nó vào My Drive nhé. À không, em đang nhấn nhầm rồi. À, phải vào đây. Đấy, thì sau khi mà em cho nó vào My Drive rồi thì mọi người có thể thấy là cái Drive này không phải của em đúng không? Nhưng mà em vẫn có thể trỏ vào nó. Trỏ, tức là trỏ chuột đó. Chỉ vào nó khi đấy. Nên nó kiểu giống như là của em luôn. Thì mọi người có thể làm cách này. Trỏ cái thư mục lab hoặc về hoặc là extra lab vào luôn cái Drive của mọi người á. Xong rồi khi mà nếu mà mọi người khi mà mọi người trỏ thấy xong á thì trong cái thư mục của mọi người nó sẽ hiện ra luôn. Không biết mọi người có hiểu ý em không? Nên nói chung là lúc nào mọi người gặp lỗi thì mọi người xem lại cách em làm. Mà nhìn chung là do mọi người không có cái data chứ không phải là do code sai đâu. Ok, thế có ai có câu hỏi nào về Python nữa không? Mọi người không nói gì luôn. Trời ơi, mọi người nói gì đi cho em đỡ chán. Mọi người không nói là em không biết mọi người có hiểu bài không nữa. Không biết mọi người có đang học không nữa. Bình thường mọi người cũng không nói gì trong buổi học luôn ạ. Mọi người tương tác gì cho em vui đi. Tại em không biết là mọi người có học không. Ok, thế nếu mà không có câu hỏi nào thì mình tiếp tục ạ. Nếu mà có câu hỏi thì em recommend là mọi người hỏi vào cái nhóm chung á để cho kiểu bình thường cũng có nhiều bạn gặp cùng một lỗi lắm nhưng mà mấy bạn cứ hỏi hỏi rời rạc á nên là cứ cứ nhắn vào nhóm chung xong rồi mình giải đáp chung có khi vì trong lúc em giờ đang đi làm á thì em cũng không dễ tin nhắn được vì em phải làm nữa nên là nếu mà giả sử mọi người nhắn riêng cho em xong rồi phải đến tối em mới dép được thì lúc đấy lại lỡ việc của mọi người đúng không? Nên là mọi người cứ nhắn vào cái nhóm chung á thì có khi lại được các bạn giải đáp trước khi là em giải đáp thì như thế mình cùng học với nhau mà nên là không có gì phải ngại đâu ạ. Khi mình để ổ đĩa D nhiều lúc mình chạy được. Vì sao ạ? Vì sao lúc không đúng lúc đúng em cũng có thể ví dụ cho em được không? Em nghĩ là lý do chính đó chính là anh chỉ vào sai chỗ thôi á chứ chứ không có cái lý do nào ở đằng sau đâu. Kiểu nhiều lúc em viết code em cũng vì sao chỗ này sai, vì sao chỗ này sai? Nó kiểu nó không thể nào sai được. Nhưng mà thực ra nó sai. Nhưng mà kiểu mình không chấp nhận được đâu. Mình phải kiểu tìm rất là nhiều nhiều chỗ thì mình mới biết là à tại ra lúc này mình đang làm nó khác nhưng mà cái đấy bình thường lắm chắc chắn là sẽ có những lúc anh bị nhầm như thế nên là anh thử kiểm tra lại xem chứ còn cái này thì gặp lúc code đầy luôn lúc nào code cũng ôi, vì sao chỗ này sai nhỉ giống như mọi người hay đùa là tắt máy xong rồi bật lại là nó chạy được á thì đúng trong thực tế nó như thế luôn đó. Nó không biết vì sao nó chạy được luôn. Chắc là do lúc đấy mình làm cái gì nó khác đi so với những cái lúc mà mình đang làm. Chứ không phải là do nó sai. Nên là anh thử tìm lại xem nhé. Xong rồi anh nhắn cho em xem là sai ở đâu. Ok. Thế thôi mình sẽ đến với bài học ngày hôm nay. Mình đến với bài học ngày hôm nay luôn. Thì mọi người có câu hỏi nào về linear regression không ạ? Tức là thì có ai có thể nêu cho em là một ví dụ
ứng dụng linear regression ở trong thực tế được không? Thì giả sử mọi người dùng cái mô hình này, mọi người sẽ dùng nó để làm gì? Mọi người phải biết dùng nó để làm gì chứ, học học để làm gì đúng không? Và tính doanh thu. Tính doanh thu. Ok, em còn nghĩ ra và những cái ý khác nữa không? Tính doanh thu là một này, đúng nè. Tiếp nữa. Có ai có phát biểu nào không ạ? Tính doanh thu là đúng rồi nè. Còn tính cái gì nữa? Tính cái gì mọi mọi thứ xung quanh mọi người thôi. Cái này nó ứng dụng được nhiều lắm, nên là những cái gì xung quanh mọi người cũng có thể tính được ạ, bằng cái mô hình này và dữ liệu. Tính nhiệt độ. Nhiệt độ chắc không cần tính đâu, nhưng mà cũng được. Nhiệt độ chắc phải đo các thứ. Ok, nói chung là nó cũng được á, nó được mà. Ok nhé, thì mọi dự đoán nhiệt độ, ok. Thì mọi người có thấy đặc điểm chung giữa nhiệt độ này, doanh thu các thứ đúng không? Là một cái số thực đúng không? Tức là mọi người sẽ dự đoán một cái con số nào đấy, giả sử như là dự đoán giá nhà chẳng hạn này, dự đoán cân nặng này, dự đoán doanh thu này, vì dự đoán nhiệt độ của ngày hôm nay, dự dự báo thời tiết đó, đấy đấy kiểu kiểu thế. Thì những cái đấy là những cái con số thực đúng không? Và mình sẽ có thể dự đoán số thực đó, tức là một cái con số cụ thể đó, thì mình sẽ dùng những cái mô hình linear regression để có thể dự đoán. Thì linear regression nó là một cái nhánh nhỏ trong cái bài toán hồi quy, là bài toán regression. Còn một cái bài toán nữa mà mọi người sẽ được học ở trong khóa này, đó là bài toán phân loại. Thì cái bài toán phân loại với bài toán hồi quy nó khác nhau ở đâu? Thì cái tên thôi nó đã cũng khác rồi đúng không? Thì bài toán hồi quy thì sẽ dùng để dự đoán các cái con số thực này, như là dự đoán giá nhà các thứ. Nhưng mà ngược lại, bài toán phân loại thì nó sẽ dùng để phân loại, kiểu như là phân loại khách hàng này, phân loại giới tính ra này, rồi phân loại ngày mưa ngày nắng các thứ đó. Thì sẽ là bài toán riêng, là bài toán phân loại. Thì ở trong cái bài học cái môn học ML này, mình sẽ học hai nhánh là nhánh hồi quy với nhánh phân loại, và mình sẽ học những cái thuật toán liên quan để có thể cho bài toán hồi quy và cho bài toán phân loại luôn. Thì nó nằm ở trong cái nhánh là học có giám sát. Thì cái này nó đang rất là hơi mơ hồ, nên là mọi người cứ biết là bây giờ mình đang học hồi quy với phân loại trước, xong rồi đến nửa cái khóa sau á thì mình sẽ tìm hiểu xem là học có giám sát là gì và học không có giám sát là gì nhá. Thì bây giờ mình cứ cứ để ý là nó sẽ là nhánh hồi quy và nhánh phân loại đó. Thì bây giờ em lấy một cái ví dụ nhé. Ví dụ cho bài toán hồi quy đi, thì mọi người sẽ muốn dự đoán, em cho bài toán là dự đoán giá nhà. Thì bây giờ cái output đầu ra của mình phải là giá nhà của một căn nhà đúng không? Thì bây giờ mọi người nghĩ là cái input đầu vào là cái gì để có thể giúp cho mình dự đoán được cái giá nhà đấy? Mọi người có thể phát biểu không ạ? Thì em gợi ý đầu tiên, thì cái feature đầu tiên mình có thể đưa vào cái mô hình cho nó học á, thì có thể là diện tích của căn nhà đấy đúng không? Thì nó cũng ảnh hưởng đến cái giá nhà đúng không? Thì còn có những cái yếu tố nào nữa, nó có thể vị trí của nó đến trung tâm đúng không? Tức là khoảng cách từ cái nhà đấy đến trung tâm là bao nhiêu, cũng là một cái feature nó rất là tốt đúng không? Cho việc dự đoán giá nhà này. Đúng rồi, thuộc khu vực nào, ở Hà Nội hay là Sài Gòn các thứ cũng ok. Hoặc là nhà có bao nhiêu tầng này, nhà có bao nhiêu phòng, nhà có bao nhiêu tầng, bao nhiêu phòng, bao nhiêu phòng tắm, bao nhiêu phòng ngủ đúng rồi, tiện ích xung quanh có bao nhiêu, có gần trung tâm, gần siêu thị các thứ không đúng không? Thì tất cả những cái feature đấy nó đều có thể nó đều có ích cho bài toán dự đoán giá nhà. Thì cái đấy chính là một bài toán linear regression, và chỉ một bài toán hồi quy nói chung nhé. Thì input đầu vào của bài toán hồi quy sẽ là các feature liên quan, và cái output đầu ra chính là mình muốn dự đoán một cái thông tin nào đấy liên quan đến cái sự vật đấy, nhưng mà cái thông tin đấy phải là một con số thực chứ không phải là dạng bài toán phân loại đúng không? Đó, thì mọi người có thể hiểu sơ qua cái bài toán hồi quy là bài toán như thế, và input và output đầu vào là input đầu vào và output đầu ra là gì?
đúng không? Thì bây giờ mọi người có thể hiểu là khi mà mình gặp bài toán dán nhá ấy, thì mình có thể dùng bài toán hồi quy này. Còn khi mà mình gặp bài toán phân loại khách hàng, phân loại khách hàng thì nó kiểu giống như là phân loại gì ta? Phân loại khách hàng ở trong ngân hàng á, thì mình có thể phân loại ra là khách hàng này là khách hàng thân thiết này, hoặc là bình thường, hoặc là khách hàng này sắp rời bỏ mình hay không. Thì nó sẽ có rất là nhiều nhóm khách hàng, và những cái feature đầu vào đó chính là feature đầu vào liên quan đến giao dịch của cái khách hàng đấy đến với cái ngân hàng đấy. Thì những cái feature đấy có thể giúp ích được cho cái bài toán phân loại khách hàng. Đó, đó chính là cái bài toán phân loại. Còn cái bài toán mà dự đoán giá nhà thì là cái bài toán hồi quy. Mọi người có phân biệt được hai bài toán đấy chưa? Thì mình biết được là có hai bài toán đấy để mình học học thuật toán cho nó phù hợp á. Khi mà mọi người có một bài toán đúng không, thì mọi người sẽ xác định nó là hồi quy hay phân loại. Sau khi mọi người xác định được rồi á, thì mọi người sẽ nhìn vào cái list này này, thì mọi người biết là bài toán hồi quy thì mình sẽ dùng những cái thuật toán gì, bài toán phân loại thì mình sẽ dùng những cái thuật toán gì đó. Mọi người ok không ạ? Có ai có thể, ý là lúc mà em hỏi em, mọi người có thể nói lại luôn cho em biết để em qua, tại em không biết mọi người có đang nghe. Nhật Linh ok không em? À, chị ơi, Nhật chị có ok không ạ? Em nói lại phần Có thể nói lại cái phần phân loại chút xíu được không? phân loại thì nó là bài toán kiểu như là nó cái tên nó là phân loại luôn á. Thì ở trong thực tế nó có thể là phân loại thu nhập chẳng hạn đó chị. Giả sử như mình có những cái feature đầu vào không phân loại thu nhập thì nó cũng hơi 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 không không rõ. Thì bây giờ phân loại khách hàng nhá, giả sử như là trong một cái ngân hàng đúng không, nó có những cái dữ liệu về giao dịch của cái khách hàng với cái ngân hàng đấy, thì mình sẽ có những cái dữ liệu là khách hàng đấy giao dịch vào lúc nào và số tiền bao nhiêu các thứ các thứ. Thì bây giờ khách hàng sẽ làm một bài toán là xem là khách hàng này trong 3 tháng tới người ta có rời bỏ cái dịch vụ của khách hàng của ngân hàng hay không. Thì người ta sẽ phân loại là ra làm có rời bỏ hoặc là không rời bỏ đó. Thì đấy chính là một cái bài toán phân loại ạ. Thì trong thực tế nó còn phân loại nhiều cái nữa, nhưng mà bây giờ em nghĩ ra là nghĩ ra được cái đấy ở trong ngân hàng. À, với lại là có một bài toán kiểu như là nó có đáng tin hay không á, để cho vay á chị. Bài toán là credit không, credit scoring thì lại là bài toán hồi quy, nhưng mà bài toán có cho vay hay không á thì cũng là một bài toán phân loại, kiểu như là ngân hàng sẽ đánh giá xem là khách hàng đấy có ok hay không, khách hàng đấy có đáng tin hay không á, để có quyết định cho người ta vay hay không. Thì cái đấy cũng là một bài toán phân loại. Còn bài toán mà em nói, cái bài toán mà đánh giá điểm tín dụng á, xem là người này có cái điểm tín dụng là bao nhiêu, thì cái bài đấy là bài toán hồi quy, vì nó là một con số thực mà đúng không. Mình sẽ đánh giá xem là người đấy có điểm tín dụng là 6,1 hay 6,2 các thứ. Thì cái đấy là bài toán hồi quy. Ví dụ như là đánh giá điểm credit scoring đi, thì ví dụ như một trăm khách hàng là sẽ có chừng đó điểm, xong rồi kiểu mình sẽ classify khách hàng là từ điểm mấy đến điểm mấy là thuộc nhóm nào, từ điểm mấy thuộc nhóm Đúng rồi. nào, Thì cái thì đấy đó cũng được. là nó sẽ thuộc hồi quy hay là phân loại kiểu Nó vậy chị. là bài toán no, tức là sau khi chị có kết quả của bài toán hồi quy thì chị mới chuyển nó qua phân loại. Chứ nếu mà khi mà chị predict ra cái credit scoring á, thì nó vẫn là bài toán hồi quy đúng không? Cái output đầu ra của chị là cái scoring mà, là cái score mà. Nên là chị đang không biết, tại vì thực ra nha, ví dụ như là cái lúc nãy em nói á, là cho vay hay không cho vay đúng không, thì mình sẽ phải tính ra một cái giá trị gì đó, rồi mình mới dựa trên cái giá trị đó mình mới quyết định là phân loại cho vay hay không cho vay đúng không, hay là Cũng cũng không hẳn ạ. Tức là trong cái mô hình đó, trong cái mô hình nó sẽ là cái mô hình, cái output đầu ra của nó muốn là, tức là khi mà chị học cái mô hình á, thì cách hoạt động của mô hình là nó sẽ cho output ra là class 1 hay là class 0, chứ không phải là cái output đầu ra của nó là một cái con số. Thì hai cái mô hình này nó khác nhau ở cái đầu
đầu ra của chĩa, thì đầu ra của mô hình regression chính là cái điểm tín dụng, còn đầu ra của mô hình classification thì nó sẽ là class 1 hay là class 0 đó. Thì chị biết là cái output nó khác nhau. Còn khi mà chị có cái credit scoring rồi á thì chị muốn làm gì nó cũng được. Thì cái đấy nó không phải là một cái bài toán học đúng không, mà là manually chị tự làm mà, chứ không phải là mô hình học. Ok. Dạ vâng. Thì cũng có thể làm như chị đó. Khi mà người ta có cái credit scoring rồi á thì người ta cũng có thể phân loại khách hàng kiểu như thế được ạ. Kiểu như là credit scoring lớn hơn một cái số nào đấy thì sẽ được vay, còn nhỏ quá thì không cho vay. Làm như thế cũng được ạ. Ok. Và cái mà chị nói á, thì người ta cũng dùng luôn. Giả sử bây giờ mình đang học cái linear regression nhá, thì cái mô hình mà trong phân loại á, thì là cái logistic regression này, nó cũng dùng cái output của linear luôn để nó phân loại ra. Thì chị có thể hiểu là khi mà input đưa vào cái mô hình linear regression đúng không, xong rồi nó ra một con số, thì bây giờ trong mô hình logistic này á, thì nếu mà con số đấy lớn không thì nó sẽ thuộc class 1. Nếu mà con số đấy bé hơn không thì nó sẽ thuộc class 0. Thì đấy là cách mà mô hình logistic làm. Nhưng mà cái đấy nó chỉ là cái kiểu đơn giản nhất thôi. Chứ trong thực tế đây này, chị thấy rất là nhiều thuật toán đúng không? Thì nó làm nhiều kiểu khác nữa. Chứ còn cái đấy là cái đơn giản nhất mà mình có thể nghĩ. Mình có thể nghĩ ra là có con số này, nếu nó lớn hơn cái này thì là class này. Bé hơn con số này là class này. Nhưng mà sau này mình học những cái mô hình này nè, càng ngày càng phức tạp á, thì nó sẽ không suy nghĩ theo cái cách đấy nữa, mà nó sẽ làm cho nó phức tạp hơn và nó sẽ có kết quả tốt hơn, tức là accuracy nó sẽ tốt hơn nhiều. Đó. Thì chị cũng có thể hiểu nó theo một cái cách đấy là đúng rồi ạ. Thì mình có thể phân biệt được là regression là gì, classification là gì, thì cái đấy là cái mà em mong muốn mọi người có thể hiểu được. Ok nha. Xong rồi tùy vào từng bài toán á, chị sẽ dùng những cái thuật toán riêng cho nó phù hợp. Thì mình học chủ yếu là học cái insight mà, học là dự đoán giá nhà thì mình phải dùng mô hình gì các thứ. Thì cái đấy chính là cái mà mọi người cần biết, hơn là cái toán ở trong đấy là gì, tối ưu như nào, thì cái đấy không cần biết lắm. Mình có thể dùng thư viện để có thể làm. Ok nha. Thì đây là bài ngày 1 đúng không? Thì bây giờ em sẽ mô tả cái bài, nhưng mà giả sử em nói lại thì nó cũng hơi đấy. Thì bây giờ mọi người đã hiểu qua về bài toán linear regression rồi đúng không? Thì bài toán linear regression nó sẽ có 3 dạng. Một đó là bây giờ em sẽ nói luôn về cái data này nhé. Là cái data này là để mô tả lợi nhuận này. Mô tả lợi nhuận của một cái công ty thì nó cũng là một cái dạng số thực đúng không? Nên là mình cũng có thể dự đoán được cái số thực này là bao nhiêu. Và những cái feature đầu vào đó chính là chi phí R&D là bao nhiêu, chi phí này là bao nhiêu, chi phí marketing là bao nhiêu, và lợi nhuận nó thu về được là bao nhiêu. Thì cái này chính là cái mà mình cần dự đoán ra. Thì bây giờ với cái bài toán linear regression cơ bản đó, với một biến, thì mình sẽ xem là giữa cái mối quan hệ giữa lợi nhuận và chi phí R&D là bao nhiêu. Thì bây giờ mình sẽ vẽ plot nó ra. Là đây, plot tất cả những cái data này ra, là những cái data là một cái chấm xanh đúng không? Thì mọi người có thể thấy là hai cái biến này nó có mối liên hệ với nhau theo một cái đường thẳng. Đây, mọi người có thể thấy là nó theo một cái đường thẳng này đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đi học xem là ở cái đường nào là cái đường mà nó phù hợp nhất, nó fit nhất với cái tập data này, chính là cái đường này. Thì sau khi mà mô hình học xong được cái đường này á, thì khi mà mình có một cái điểm mới bất kỳ ở trên tập dự đoán, giả sử mình có cái điểm mà chi phí R&D là 100 đi, thì mình sẽ giống lên cái đường này và giống qua, thì mình sẽ biết được là lợi nhuận nó là bằng bao nhiêu. Đó. Thì cái cơ bản nhất, cái cách hiểu cơ bản nhất của mô hình học máy chính là như này. Với mô hình một biến thôi, mọi người có thể hiểu cách làm nó như thế. Mô hình một biến này mọi người hiểu không ạ? Tức là mình sẽ đưa tất cả những cái data này vào,
và mô hình, xong rồi người ta sẽ học ra được cái đường thẳng này là như nào, và người ta vẽ ra cho mình, à mình tự vẽ ra, nhưng mà người ta sẽ học được. Ok, hiểu đúng không? Nhưng thầy cũng nói kỹ rồi mà đúng không ạ? Nhưng mà đây mọi người có thể thấy là nó mới chỉ đơn giản là mới dùng một biến, tức là một feature thôi. Tức là đây mình chỉ mới đi khai thác ở cái feature AND thôi, còn những cái feature khác đâu, mình không khai thác đúng không? Thì bây giờ mình sẽ làm cho cái mô hình linear regression này nó phức tạp hơn bằng cách là nhiều biến. Thay vì one variable thì mình sẽ dùng multi variable. Đó. Thì nó sẽ dẫn đến cái bài toán thứ hai. Đây. Đó là bài toán multiple variables. Thì mọi người có thể hiểu là nếu mà một biến thì mình sẽ vẽ được ở trên cái đồ thị OX OY này được. Nhưng mà hai ba biến chẳng hạn thì mình phải vẽ ở trên trục OX YZ đúng không? Thì mình không thể vẽ nó được. Nên là mọi người có thể hiểu nó qua cái dạng phương trình này, tức là cái y chính là cái chi phí AND, còn x này chính là chi phí, à không, cái y này là cái profit, AND chính là x, chi phí ADM chính là x2 và chi phí marketing là x3 đó. Thì mọi người có thể hiểu là profit nó sẽ là viết dưới dạng một cái phương trình của chi phí ba cái này. Mọi người hiểu ý em nói không? Còn giả sử như cái mà đường thẳng mà mình học ở one, tức là chỉ only a variable, một a variable thì nó sẽ viết dưới dạng là y bằng ax cộng b, trong đấy x là bằng chi phí AND, còn y là profit. Nhưng bây giờ mình muốn làm cho cái đường thẳng này nó phức tạp hơn thành một mặt phẳng chẳng hạn, chứ không muốn một nói là một đường thẳng nữa, thì mình sẽ viết nó dạng phức tạp như này, trong đấy sẽ có nhiều feature hơn thôi. Mọi người hiểu ý em không ạ? Thì nó vẫn là chung một cái dạng là linear regression nhé, nhưng mà nó phức tạp hơn. Ok. Ok ạ, mọi người hiểu vui quá. Đấy, đấy chính là cái dạng thứ hai. Đến đoạn này vẫn dễ hiểu đúng không? Tức là mình đang mô tả nó dưới dạng một cái công thức toán. Ừ, nói như thế đi. Mọi người thấy nó cũng hợp lý đúng không? Khi mà mình plot nó lên đó, thì mọi người có thể thấy mặc dù nó không fit hết vào cái đường thẳng, nhưng mà nó vẫn có một cái dạng là đường thẳng đúng không? Tức là khi mà học những cái mô hình này đó, không thể nào học chính xác 100% được, mà mọi người biết là học máy thì phải luôn có sai số, nên là mình phải luôn có cái thang đo để đánh giá. Nên là nó càng, tức là cái chỉ số đánh giá đấy nó càng thấp càng tốt, tức là cái chỉ số sai số nó càng thấp càng tốt là được. Không thể nào nó chính xác 100%. Làm gì có một cái đường nào mà nó có thể đi qua tất cả những cái điểm này đúng không? Không thể nào có được. Và mình chỉ học ước lượng thôi. Đây là một cái bài toán ước lượng thôi á. Giống như AI chẳng hạn. AI nó cũng có sai số mà đúng không? Nó chỉ đưa ra được là tôi tự tin với dự đoán của tôi là 90% thôi, còn 10% kia thì có thể sai mà. Cũng giống như cái đường thẳng này nè, nó vẫn có thể sai luôn. Đây, khi mà nói đến cái vấn đề sai số thì em cũng có thể vẽ luôn cho mọi người, đó chính là đây, ví dụ là những cái đường này nhá, những cái điểm của data ở mình là điểm màu xanh nè, còn cái đường mà mình học là cái điểm màu đỏ. Thì bây giờ làm sao để mình tính được sai số của cái mô hình này được? Thì một cái cách đơn giản đó chính là mọi người sẽ tính khoảng cách giữa cái giá trị mà mình dự đoán trừ đi cho giá trị. Nói luôn thì mọi người có bị khó hiểu không nhỉ? Mọi người đã hiểu về cái cách tính loss của mô hình chưa? Tức là tính cái độ sai số của mô hình đó. Khi mà mọi người có cái mô hình là cái đường màu đỏ này, thì làm sao mọi người biết là cái đường màu đỏ này nó có sai số là bằng bao nhiêu? Thì cái kích tính sai số nó là như này nè. Giả sử mọi người nhìn vào đây nhé, nhìn vào cái mà thầy vẽ, thì cái điểm data mà em đang chỉ vào nè là cái data gốc của mình đúng không? Nó có giá trị là
x lớn y và y lớn y. Nhưng mà cái đường mình học là cái đường màu đỏ cơ. Nên là với cái giá trị x lớn y nhỏ này á, thì mình sẽ học ra cái giá trị là predicted value của cái y lớn y nhỏ này. Thì em sẽ gọi là y lớn y nhỏ phẩy nhá. Thì mọi người thấy là y lớn y nhỏ phẩy này nó khác với y lớn y nhỏ đúng không? Nên làm sao để mình biết được là nó sai số bao nhiêu, thì mình chỉ cần lấy giá trị trừ hai cái này cho nhau thôi, lấy cái khoảng cách này thôi. Thì đây chính là cái sai số mà mình muốn nó càng nhỏ càng tốt, đúng không? Mình luôn muốn cái khoảng cách này nó càng nhỏ càng tốt để cái giá trị predict của mình nó càng gần với cái observed value càng tốt mà, đúng không? Càng gần càng tốt. Thì bây giờ với mỗi cái điểm thì nó đều có những cái sai số đấy. Thì giả sử mình có 100 cái data point đi, thì mình sẽ cộng tất cả những cái sai số đấy lại với nhau thôi. Thì làm sao để cái phép cộng đấy nó hợp lý, thì mình sẽ bình phương cái á, bình phương cái giá trị thật đấy lên. Vì những cái giá trị thật này có khi nó lại âm, có khi nó lại dương ấy. Nên là mình cứ lấy cái bình phương lên, hoặc là mình lấy trị tuyệt đối á, kiểu lấy khoảng cách các trị tuyệt đối cũng được, nhưng mà bình phương như này cũng được. Thì nó sẽ là hai cái tính khác nhau thôi. Một là MAA này, đây này, hai cái kết tính khác nhau cho mọi người không cần đây. Một là mình lấy trị tuyệt đối, lấy cái khoảng cách luôn. Hai là mình không muốn nó là trị tuyệt đối, đúng không? Thì mình sẽ lấy nó bình phương. Thì bây giờ mình sẽ ra được, và mình lấy tổng của tất cả những cái sai số của tất cả những cái data point lại với nhau. Thì cái đấy chính là một cái error mà mình muốn đi minimize nó càng nhỏ càng tốt, đúng không? Khi mà nó bằng không đi thì nó sẽ fit hết với tất cả những data luôn. Nhưng mà cái đấy là không thể, nên là mình chỉ muốn đi minimize thôi cho cái MSE hoặc là MAE này, nó càng nhỏ càng tốt. Còn chia n này này thì nó không quan trọng, đúng không? Chia n hay không chia n thì nó vẫn là một mà. Mình cũng muốn minimize nó hết mà. Nên mọi người không cần để ý cái đấy. Mọi người hiểu về cái vấn đề sai số rồi đúng không ạ? Tức là khi mà mình học mô hình đó, thì mình sẽ biết là mô hình nó luôn có sai số. Em có thể nói lại về cái phần mà đạo hàm không? Nói cái này á chị. Đúng rồi. Dạ vâng. Cái này thì nếu mà nói luôn thì chắc chị khó hiểu là đúng rồi. Kiểu như là khi mà em nói á, là em muốn học cái giả sử với bài toán này nhá. Khi mà chị có những cái data này rồi đúng không? Và chị muốn học cái đường thẳng y bằng ax cộng b. Thì bây giờ mình phải đi tìm cái giá trị a, đi tìm cái giá trị b đúng không chị? Nhưng mà làm sao để mình tìm được đúng không? Thì cái cách làm đó chính là mình sẽ đi minimize. Tức là mình sẽ fit cái giá trị AX cộng B này này. Xong rồi mình sẽ tính ra được cái hàm loss này. Là cái hàm loss mà em nói đó, là cái mà sai số của mô hình đó. Cái này chị hiểu. Nhưng mà Thì khi mà mình tính ra được cái sai số này rồi, thì mình muốn đi minimize nó. Vâng, chị hỏi nói tiếp đi. Ý là bây giờ mình tính ra cái số sai số đúng không, thì mình sẽ phải minimize cái số sai số đó lại, đúng rồi. Thì làm sao để mình minimize đúng không, thì mình sẽ dùng cái phương pháp là đạo hàm này nè, gradient descent này nè, để có thể minimize được nó. Đó thì sau... cho chị hỏi chút xíu là vậy là thứ đầu tiên là mình sẽ phải tính ra cái số bình phương nhỏ nhất đúng không, rồi sau đó mình sẽ đi minimize, có nghĩa là cái bước ở đằng sau là nó sẽ tiếp nối bước này chứ không phải là hai bước tách biệt hoàn toàn, hai cách tách biệt hoàn toàn đúng không? Đúng rồi, nó là một đó chị, tức là sau khi mà mình tính được cái sai số xong thì mình sẽ dùng cái gradient descent này để đi tối ưu. Đó, mình sẽ dùng cái phương pháp đấy để đi tối ưu cái này. Để mình tại vì ra được A và B. Cái cách mà chia slide là chị đang hiểu là mình có hai cách để đánh giá cái sự hiệu quả của mô hình. Cách thứ nhất là mình tính bình phương nhỏ nhất, và cách thứ hai là tối ưu hóa dựa trên đạo hàm. Đó, tối ưu hóa các hệ số của mô hình và tối ưu hóa dựa trên đạo hàm, nên là chị đang không biết là hai cái phương pháp này, hai phương pháp hoàn toàn khác nhau, hay là nó là kết, ý là nó sẽ là tiếp nối. Em hiểu ý chị đúng không? Em hiểu ý chị ạ. Đó chính là, tức là nó không hẳn là tiếp nối đâu, tức là nó không liên quan gì đến nhau. Đây giả sử nhá, chị muốn đi minimize nó đúng không?
chị muốn đi minimize cái tổng này thì có một cách đầu tiên đó, đó chính là, nhưng mà cái này nó nhiều toán quá, chị chỉ cần biết là em phải nói như nào, nếu mà nói luôn như này tức là nó không liên quan đến nhau. Đây Có em nghĩa là sẽ hai cái nói, này không liên quan đến nhau đúng không? nói không liên quan thì chị đợi em một chút. Đây nhá, em sẽ nói như này nhá, cho nó dễ hiểu. Thì bây giờ bài toán của mình đang là muốn tìm cái đường làm sao cho nó fit nhất với tất cả các data point đúng không? Và mình sẽ có cái sai số là cái này, là cái AI bình này, cái sai số là cái này này. Mình muốn cho cái này càng nhỏ càng tốt. Thì bây giờ mọi người nhớ là mọi người học hồi lớp 12 đúng không? Khi mà mọi người muốn muốn tìm cái muốn đi minimize một cái hàm thì có phải mọi người đi đạo hàm cái đấy, đạo hàm cái hàm đấy ra xong rồi cho nó bằng không không? Thì mọi người sẽ tìm ra được cái cực trị của nó. Đấy. Mọi người nhớ nhớ hồi lớp 12 á, khi mà muốn đi tìm cực trị của một cái hàm á, min min của một cái hàm thì mọi người sẽ đi đạo hàm cái hàm đấy xong rồi cho nó bằng không. Giả sử cực trị của hàm x bình đi thì mình sẽ đạo hàm cái đấy ra là bằng 2x, xong rồi cho cái 2x bằng không thì nó sẽ đạt cực trị là tại điểm x bằng không. Thì nó sẽ min ở cái đoạn x bằng không đúng không? Thì tương tự cái này nó cũng thế. Chị sẽ đi đạo hàm cái này ra và cho nó bằng không, sau đấy rồi tìm ra là a bằng bao nhiêu, b bằng bao nhiêu. Nhưng mà cái đấy không bao giờ làm được so với cái trường hợp thực tế, vì chị có thể thấy không, cái cực trị đấy không bao giờ đạt được cả, bởi vì là a với b nó có bao giờ fit vào cái này đâu đúng không? Nên là nếu mà mình làm như thế á thì nó sẽ không bao giờ đạt được cả. Tức là có rất là ít trường hợp nó có thể tìm ra được bằng cái cách mà đạo hàm xong cho nó bằng không. Thì nếu nếu mà mình làm theo cái cách đạo hàm xong cho nó bằng không nhá, thì nó sẽ có luôn cái công thức để tính ra a và b luôn. Đây này, linear regression familiar, đây sẽ có công thức chính xác luôn, đó chính là ở đây em, mọi người có thể bấm vào đây. Trang web tiếng Việt đi cho mọi người có thể dễ đọc. Machine Learning Code. Nếu nếu như mà em làm theo cái cách đấy nhá thì nó sẽ có luôn cái công thức chính xác là như này luôn chị ạ. Tức là mình sẽ tìm ra được là theo cái công thức này thì a bằng bao nhiêu, b bằng bao nhiêu. Nhưng mà cái đấy không bao giờ có thể đạt được cả. Ý là nó rất là ít trường hợp có thể đạt được, bởi vì trong cái công thức này mình phải đi tính cái nghịch đảo của cái ma trận này. Nhưng mà cái ma trận này nó lúc thì nó có thể nghịch đảo được, lúc thì nó không thể nghịch đảo được á. Nên là khi mà mình làm như thế nó sẽ không, nó rất rất ít khi mà mình có thể tìm được cái nghiệm tối ưu. Nên là mình sẽ có một cái cách làm mới, đó chính là mình không tối ưu hoàn toàn như thế, mà mình sẽ tối ưu dựa trên gradient descent. Đó chính là tối ưu dựa trên cái này này, dựa trên đạo hàm. Tức là mình muốn là cái điểm mà mình tức là nó sẽ lặp á, nó là một cái vòng lặp. Giả sử bây giờ mình đang có cái điểm AB là cái điểm này nhá, bây giờ mình muốn di chuyển cái điểm này đến cái điểm cực trị đúng không, thì nó sẽ di chuyển từ từ. Qua vòng lặp đầu tiên thì nó sẽ di chuyển đến đây, qua vòng lặp tiếp theo nó sẽ di chuyển đến đây, rồi đến cái vòng lặp cuối cùng nó sẽ di chuyển đến cái điểm cực trị đó. Thì chị có thể hiểu là cái gradient descent này nó sẽ tìm từ từ, tức là nó sẽ chạy 100 vòng lặp chẳng hạn, xong rồi nó sẽ tìm ra được là, tức là miễn là sao cái điểm đằng sau nó tốt hơn điểm đằng trước là được. Đấy, đấy chính là cái insight của nó. Tức là nó không bắt buộc phải đi tìm cái điểm tốt nhất, nó chỉ cần là cái điểm đằng sau luôn tốt hơn cái điểm đằng trước là được. Và với cái số vòng lặp nó hữu hạn thì nó sẽ đến được với cái cực trị của mà nó cần tìm. Thì đấy chính là cái này người ta dùng rất là nhiều trong thực tế. Tức là trong thực tế người ta toàn dùng cái này để tối ưu, hoặc là trong thư viện á. Khi mà mọi người học mấy cái này mọi người thấy nhiều toán đúng không? Nhưng mà trong thư viện khi mà mọi người implement đúng không, thì mọi người chỉ cần gọi linear regression ra thì nó sẽ tự động, nó là một cái black box, thì nó sẽ tự động tìm a bao nhiêu, b bằng bao nhiêu cho mọi người luôn. Mọi người không cần biết là cách tìm a, cách tìm b, nhưng mọi người có thể hiểu là cái gradient descent này á, nó sẽ dùng hầu hết trong tất cả những cái thư viện để nó có thể tối ưu
chị có thể thấy là khi mà mình dùng những cái dùng cái Gradle xe này này, nó sẽ tiết kiệm thời gian này, và nó cũng chắc chắn là tìm ra cái tối ưu, tức là nó không cần phải tối ưu quá, nhưng nó sẽ tìm được, nó sẽ trade off dựa trên là thời gian và độ chính xác đó. Thì trong thực tế người ta sẽ dùng cái này. Ok ok nha, nên là cái này cũng không cần là, ý là không cần phải lo sợ quá. Nó là một cái phương pháp tối ưu khác so với những cái mà mình đang học thôi. Trước khi mình học thì mình sẽ đạo hàng sang cho nó bằng không, nhưng mà trong thực tế thì nó còn dùng nhiều cách khác nữa đó. Ok, thì em nói đến cái dạng thứ ba nha, là trước là mình đã học một biến rồi đúng không, hai biến rồi đúng không, nhưng mà nó đều là một cái dạng đường thẳng này hoặc là mặt phẳng này, nó đều chỉ là dạng tuyến tín thôi. Mọi người có thể thấy là nó đều dạng tuyến tín theo x, theo x2, theo x3, chứ nó không ở cái dạng mà non-linear. Non-linear là gì? Nó là cái dạng mũ lên, tức là đây này, mọi người có thể thấy là a1x này cộng a2x2 bình đó, thì cái dạng này đó gọi là dạng non-linear. Đấy, thì trong thực tế cái data của mình không lúc nào là nó đường thẳng đúng không, mà mình phải fit vào nó với những cái dạng hàm khác, như là dạng cấp mũ bậc như này. Thì đây đây là cái đường dạng bậc hai này đúng không này, đó mọi người có thể hiểu nó là dạng như thế. Thì nó sẽ linear regression, nó sẽ có ba dạng, đầu tiên là tuyến tín một biến, hai là tuyến tín nhiều biến, ba là không tuyến tín nhé. Còn cái dạng không tuyến tín này cũng có thể không tuyến tín nhiều biến được nhé, nhưng mà nó sẽ thì mọi người chỉ cần đưa nó vào là tuyến tín không nhiều biến thôi. Nhưng mà nó có không nhỉ? Khi mà tuyến tín không nhiều biến thì không không được gọi ra như thế, mà nó sẽ là đưa về dạng khác, đó chính là giả sử mọi người tuyến tín nhiều biến nhé. Em thử ví dụ tuyến tín nhiều biến đi, thì xem nó khác gì so với tuyến tín không tuyến tín nhiều biến chứ. Giả sử không tuyến tín nhiều biến là a1x1 này cộng a2x2 cộng a3x1 bình đi, thì cái này là không tuyến tính nhiều biến đúng không. Thì bây giờ cái này nó không có cái dạng dạng để mình có thể gọi ra được, mà mình sẽ đưa nó về dưới dạng là a3x3, trong đó x3 bằng x1 bình đó. Mọi người có thể đưa nó về dưới dạng như này đúng không, thì là nó lại về thành tuyến tính nhiều biến rồi, chứ nó không là còn là không tuyến tính nhiều biến nữa. Đấy, mọi người có thể đưa nó về dạng này nhé. Thì cái này nói thì mọi người sợ hơi là hơi bị confuse đó, nên là mình cứ nói qua như này đã. Ok, thì nó sẽ có ba dạng chín về linear regression là như thế. Tiếp theo, em đã nói qua về cái dạng loss của nó rồi đúng không? Thì mọi người có thể hiểu qua những cái dạng loss của nó nhé. Thì trong thực tế nó còn nhiều nhiều dạng loss hơn, nhưng mà mọi người nhìn chung đúng không? Nhìn chung nó đều là một cái dạng mà đều là lấy cái predict trừ đi cho cái thực tế thôi, à cái thực tế trừ đi cho cái predict thôi. Nhưng mà nó có thể lấy bình phương này, hoặc là lấy trị tuyệt đối này, hoặc là lấy bình phương nhưng mà chia nới xong rồi căn. Nói chung là nó đều là cùng một cái á. Và nó cái insight của nó, insight chung là vẫn muốn đi minimize, muốn cái này càng nhỏ càng có thể là được, tức là nó đều muốn đi minimize ạ. Ok, thì mấy cả hai buổi hôm nay á, là đều nhắc đến một cái chuyện là nó sẽ không quá lớn và nó cũng sẽ không quá bé, có nghĩa là thầy đưa ra một cái khái niệm nó khá là mơ hồ, là chị đang không biết là lúc bao nhiêu phần trăm thì nó sẽ là được xếp vào cái gọi là good fitting đó. Em hiểu không? Có nghĩa là mình tính ra một số, nhưng mà mình sẽ dựa trên thang điểm nào để đánh giá. Bởi vì mình không thể là kiểu gần quá gần 100% đúng không? Và cũng không có thể xa quá. Đúng rồi, đúng rồi. Thì cái đấy nó sẽ là cái khác ạ. Thì cái này cái mà mình đang đi training đúng không, thì mình phải muốn cái này càng nhỏ càng tốt, chứ không thể muốn cái này lớn được này. Thì chị phải Đúng hiểu là rồi, đúng cái rồi. này phải nhỏ càng tốt đúng không. Còn cái mà chị đang nói nó là một cái phạm trù khác nữa, tức là bây giờ mình đang đang nói với cái bài toán của mình trước đi đã nhá, thì là mình muốn cái error của mình càng nhỏ càng tốt.
mọi người phải nhớ cái đấy nhé. Cái này phải càng nhỏ càng tốt thì mới nó mới không. Ok, ok. Có nghĩa là càng nhỏ càng tốt đúng không? Nhưng mà nó sẽ không có đến đến ý là khi mà nó quá nhỏ thì nó có còn chính xác nữa không em? Nó có được xếp vào gọi là bị overfitting không? À, cái đấy thì nó lại qua cái đấy em chưa nói đến, nhưng mà nói chung là chị phải hiểu là cái này càng nhỏ càng tốt, tức là nó bằng bao nhiêu cũng được nhưng mà phải càng nhỏ càng tốt. Còn cái overfitting thì nó sẽ là đến với cái khác nhất. Thì bây giờ em sẽ nói cái này. Thì cái mà overfitting chị vừa nói đó chính là mình học ở trong thực tế đúng không, mọi người đều có thể hiểu là mình không thể nào học vẹt được đúng không, tức là mình học cái A xong rồi mình đi kiểm tra trên cái A luôn thì cái đấy là học vẹt. Nhưng mà trong thực tế á, mình đều phải là học cái A xong rồi mình đi kiểm tra trên cái B cơ, thì cái đấy mới là cái cách học ở trong thực tế được. Thì ở trong mô hình học máy nó cũng thế, tức là mình học ở trên tập training và mình sẽ đi kiểm tra ở trên tập test, thì như thế nó mới công bằng và nó sẽ mới có thể đánh giá được chính xác xem là cái mô hình của mình nó có tốt không đúng không. Chứ giả sử mình học ở trên tập training xong rồi cho error bằng 0 xong rồi mình bảo cái đấy tốt thì cái đấy nó không đúng đúng không? Mình phải đi kiểm tra xem là cái error ở trên tập test nó bằng bao nhiêu cơ. Thì nó mới legit hơn, nó mới chính xác hơn. Thì đấy chính là cái mà chị nói đó. Thì đây nhá, em sẽ nói về ba cái khái niệm mà nó sẽ ở trong bài toán học máy. Đó chính là underfitting, ok hoặc là overfitting. Thì underfitting là gì? Underfitting đó chính là cái mô hình của mình học ở trên tập train nó đã rất là tệ rồi. Thì nó được gọi là underfitting. Tức là cái error khi mà mình training á, nó rất là lớn. Thì cái đấy được gọi là underfitting, có nghĩa là mô hình của mình nó chưa học được gì cả, nó rất là tệ. Và cái đối ngược với nó đó chính là overfitting. Overfitting đó chính là gì? Nó chính là học vẹt đó. Đó chính là mình train nó rất là tốt ở trên tập train, nhưng mà khi kiểm tra thì lại rất là tệ. Đấy chính là overfitting. Là một cái ánh xạ qua thực tế, đó chính là học vẹt. Tức là error ở trên tập train nó rất là nhỏ, nhưng mà trên tập test nó thì nó rất là lớn. Thì chị cũng có thể hiểu là cái error đấy á, thì mình muốn là nó không quá nhỏ cũng không quá lớn. Là bởi vì sao? Bởi vì như này nè, giả sử em nói giả sử với cái data này nhá, giả sử mình muốn cái đường này nó cho error nhỏ nhất đúng không? Em muốn cái đường này cho error bằng 0 đi. Thì bây giờ em sẽ nối lại. Đây, em sẽ nối như này này. Đây, nối lại hết. Và sẽ thì cái đường mà em thu được bằng cách nối những cái điểm này với nhau á, thì cái đường đấy nó sẽ cho error bằng 0 đúng không? Là cái mà mình mong muốn đúng không? Nhưng mà đấy có phải học vẹt không? Đấy chính là học vẹt đấy. Khi mà mình cho một cái điểm khác, giả sử cái điểm này đi, thì cái error nó rất là lớn. Thì cái điểm đấy chính là cái điểm mà kiểm tra của mình trên tập test. Thì cái đấy chính là ý nghĩa vì sao mình muốn cái error đấy nó không được. Ý là nó phải tốt nhưng mà nó không được kiểu fit. Có nghĩa là thế nào là tốt. Dạ. Hiểu ý chị không? Có nghĩa là em đang dùng một khái niệm là tốt đúng không? Thì nó sẽ phải cực nhỏ. Nhưng mà chị đang không biết là mình sẽ dựa trên tiêu chí gì để mình đánh giá tốt á. À, tốt hay không cho, thì là cho mình... chị comment chỗ này tí xíu được không? Chị dạ. Chị thấy hình như là mình hơi 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 messy tí chỗ này. Chị hiểu ý của Huyền là cái này là hai cái topic hoàn toàn khác nhau. Cái điểm mà càng nhỏ càng tốt là cái điểm để mình đánh giá cái mô hình. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Đúng. Còn rồi. Cái mà overfit hay là underfit gì đấy thì có nghĩa là khi mà mình chạy cái mô hình ra, mình chạy cái đánh giá mô hình, sau đó cái mô hình của mình apply trên một cái tập data test, và sau đó mình cũng sẽ dùng những cái phương pháp đánh giá đó để đánh giá trên tập data test. Và lúc đó thì cái điểm ở trên tập data test nếu mà nó quá nhỏ thì nó sẽ là cái điểm ở trên cái tập mà data training của mình mà nó nhỏ nhưng mà qua cái data test á, cái điểm nó lại lớn lên, thì cái đó là nó bị overfitting. Đúng rồi ạ, đúng rồi ạ. Còn nếu mà khi mà em chạy cái điểm đánh giá ở trên cái tập data test mà nó bị lớn
và qua cái tập là khi mà em chạy cái điểm đánh giá trên tập data training mà nó lớn và qua cái tập data test nó cũng lớn luôn, thì cái đó nó bị underfitting. Vâng, cái đấy thì là do mô hình nó không học được thôi. À, đó. Ừ, cho em hỏi xíu được. Thì cái đó là nó tách biệt hai cái đó ra, nếu mà mình trộn hai cái đó vào là mình bị messy ngay, mình bị vâng, bị nhầm ngay. Bạn nói đi ạ. Dạ, cho em hỏi xíu là thường khi mà mình training cho một cái machine á, với lại cái khúc mà testing á, thì cái dataset của training với dataset testing có giống nhau không ạ? Hay là phải khác nhau? Phải khác nhau, mình phải chia ra đúng không? Giả sử mình có một tập data 100 data đi, mình sẽ chia kiểu 80-20 á. Dạ. Vậy cho em hỏi là khi mà mình testing á, thì làm sao để mình biết nó là cái thằng machine này nó learning đúng? Thì mình cũng đi tính luôn cái error như này này. Cái error, đúng rồi, mình cũng đi tính cái tổng này luôn và xem nó là có lớn hay không á. Ok. Nhưng mà em nghĩ nếu mà tốt hơn thì cô thuyết trình một cái bài mà thực hành á để hình dung được thì hay. Đúng rồi. Em có nghĩa là bây giờ em lấy ví dụ thực tế cái bài lúc nãy của thầy, bài mà tính bảo hiểm gì đó. Đúng rồi. Xong rồi mình làm theo quy trình là training, sau đó là testing. Để nhưng mà nếu mà tốn thời gian thì không sao, tùy cô. Đã không, mình sau khi mình nói cái này mình cũng đi qua bài lab luôn ạ. Chỉ là em đang muốn nhắc lại kiến thức cho mọi người, nhưng mà mọi người hỏi luôn, em trả lời luôn. Thì có gì thôi thì mình thực hành luôn nhá, xong rồi mình nói mấy cái này luôn nhá ở trong cái bài. Bài thực hành, tức là trước khi thực hành á, em muốn mọi người nhớ lại kiến thức trước khi vào bài thực hành á. Nên là em mới nói qua. Còn bây giờ tôi để cho đỡ bị nhầm lẫn thì em đi vào luôn cái bài thực tế cho mọi người hiểu. Được không ạ? Dạ được. Đây nhá, đây là mình đang chạy ở bài lab của buổi số 2. Thì mình lấy luôn cái data mà trong bài á, chứ không phải data bảo hiểm đâu. Data bảo hiểm thì nó cũng làm tương tự thôi. Nên cái này mình để sau đi. Ok, sau khi mà mình có cái data này rồi này, thì mình sẽ làm với cái bài toán đầu tiên là cái bài toán một biến. Là mình muốn tìm cái lợi nhuận so với cái chi phí R&D này này. Sau khi mà mình vẽ data xong thì mình thấy là mình có thể vẽ được cái đường thẳng đúng không? Thì bây giờ mình sẽ fit cái mô hình linear regression một biến vào cái này, vào cái mô hình, vào cái data này. Thì cái cách xây dựng mô hình như em nói á, thì mình chỉ cần gọi từ cái thư viện ra thôi. Thì thư viện mà mình dùng trong cái trong cái khóa học này đó chính là Sklearn. Thì bây giờ mình sẽ gọi luôn cái mô hình này ra. Và mình sẽ định nghĩa là input là gì? Input là cái x này đúng không? Là cái chi phí R&D. Còn cái output đầu ra chính là cái profit. Đây, mọi người có thể hiểu là input chính là chi phí R&D. Còn output là profit tương ứng với x này, đây là y. Đó, thì mình sẽ define cho cái mô hình biết là x là gì, y là gì. Và cái mô hình này là gì? Là linear regression. Sau đấy cách gọi của mọi người chính là chỉ cần lấy cái mô hình này, chấm fit này thôi. Thì trong cái black box này nó sẽ học ra được là a bằng bao nhiêu, b bằng bao nhiêu luôn. Đó, thì cái mà em nói trong suốt bài á, đó chính là nó là một cái black box. Nó sẽ học ra được a bằng bao nhiêu và b bằng bao nhiêu. Đây, đến đây thì mọi người có thể hiểu được rồi đúng không ạ? Thì mình sẽ tìm ra được là cái đường thẳng này là bằng bao nhiêu? Y bằng 0,8x cộng 54 này. Thì sau khi mà mình có cái đường thẳng này rồi, thì khi mà mình có một cái chi phí R&D mới tương ứng là một cái x mới, thì mình sẽ fit vào luôn cái đường này để suy ra là profit bằng bao nhiêu hay là y bằng bao nhiêu. Đây, cái cách gọi thì mọi người sẽ chỉ cần nhấn ở chấm predict này là thôi, thì mình sẽ có thể predict ra được cái y bằng bao nhiêu. Đến đây mọi người ok rồi đúng không ạ? Đến đoạn này không khó đúng không?
thì mình sẽ chỉ cần nó gọi cái mô hình là linear regression này ra thôi, thì nó sẽ tìm ra được luôn cái đường thẳng mà nó fit nhất với cái này là bằng bao nhiêu. Đó. Đây, sau khi mà em vẽ này ra này, thì mọi người có thể thấy là cái này nó sẽ có một cái error đúng không? Nó không chính xác hoàn toàn mà. Nên là mình sẽ có thể gọi ra những cái, tức là gọi ra những cái metric đó, thì có thể predict ra được là nó sai số bao nhiêu. Thì ở đây trong cái bài này người ta đang dùng R-high score. Mình cũng có thể dùng những cách tính khác như là giả sử nhé, trong sklearn metric này mình có thể dùng RMSE tương ứng với như cái slide của mình đi. Đây, RMSE đúng không? Thì cách gọi của mọi người là như này thôi. RMSE trong sklearn. Đây nhé. Đây chính là tính toán cái độ chính xác đó, mà em nói đến trong bài, tức là muốn cái độ chính xác này càng nhỏ càng tốt. Thì mọi người thể hiểu là đoạn này là càng nhỏ càng tốt nha. Thì đến cái đoạn này thì nó chưa chia train với test đâu, vì nó đang rất là, ý là nó vẫn train thêm tập train, xong rồi test ở thêm một cái tập, tức là nó chưa chia train với test ra. Đến cái đoạn sau thì chia train với test ra thì em sẽ nói kỹ hơn. Bây giờ mình mới buổi đầu thì mình làm quen đã, xem là cái mô hình này học data như nào đã nhá. Xem nào, mà sai ở đâu? There's no attribute profit. Chạy đây đủ mà ta. Ngày để em trước. Chỗ nào sai em sẽ chạy lại từ đầu, chắc là nhầm ở đâu à? Okay. Đây, về cách thay đổi metric thì mọi người sẽ thay đổi như này. Ở đây mình đang dùng R-high score đúng không? Em muốn dùng RMSE cơ. Đây, mình sẽ nhấn vào đây. RMSE. RMSE. À, đúng rồi, là do em sai đấy. Em phải chạy từ từ. Mọi người biết vì sao nó sai không? Tại vì khi mà mình chạy hết rồi á, thì cái DF của mình nó khác rồi. Nhưng mà mọi người có thể hiểu là ở đây nhá. Đây nhá, em để luôn như này. Cái DF này ở đây nó khác rồi, nên nó mới như này. Nên sẽ để như này luôn đi. Bên trong, bên online này. Đây này, đúng rồi này. Đó, thì mọi người có thể thấy là mình có thể tính cái độ chính xác của mô hình bằng nhiều cách đúng không? Như nó liệt kê ở trong cái slide này nè, thì mình chỉ cần gọi ở trong cái thư viện là sklearn.metric thôi. Ok, đến đoạn này vẫn ok đúng không? Thì tương tự mình cũng có thể làm với một cái feature khác mà đúng không? Thay vì chi phí R&D thì bây giờ mình sẽ chuyển qua chi phí ADM. Thì nó cũng tương tự, mình cũng sẽ tìm ra được cái đường thẳng y bằng a cộng b sao cho nó fit nhất có thể. Tiếp theo nhé,
Mình sẽ đến với cái mô hình thứ hai, đó chính là thay vì mô hình một biến thì mình sẽ đến với mô hình nhiều biến. Thì thay vì truyền vào cái đầu vào là chỉ chi phí profit thôi đúng không? Thì bây giờ cái đầu vào X của em nó sẽ là chi phí của ba cái lĩnh vực luôn, là R&D, ADM và marketing. Thì khi mà mình truyền vào như này thì mô hình nó cũng sẽ hợp được thôi. Nó vẫn là mô hình linear regression thôi, nhưng mà nó sẽ khác nhau ở cái đầu vào X thôi. Còn đầu vào Y nó vẫn là profit. Đó. Đây. Thì cũng với cách gọi tương tự, đó chính là nhấn fit.xy. Thì nó sẽ tìm ra được là ở A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu. Thì bây giờ A của mình nó đang có 3 số đúng không? Tương ứng với A1, A2, A3 với lại B. Đó. Thì mình sẽ có 4 giá trị là A1, A2, A3 và B này. Đó. Thì mình sẽ tìm ra được ra thôi A và B bằng bao nhiêu. Và cũng tiến hành tương tự, đó chính là predict một cái giá trị mới, tính được độ chính xác của mô hình. Thì mọi người có thể thấy này, độ chính xác của mô hình ở trên nhá, R2 score ở trên là cái này không phải, cái này là MSE này đúng. Ok. 0,95. Ở dưới nào? Ở dưới khi mà dùng cái này này là 0,04, nên nó hơi ảo nhỉ. À đúng rồi, rồi square càng lớn càng tốt. Ok. Đó, thì đây chính là cái mô hình thứ hai. Còn mô hình thứ ba đó chính là polynomial. Thì polynomial chính là không phải là hồi quy nữa, mà nó sẽ là không hồi quy, không phải là tuyến tính nữa, mà nó sẽ là không tuyến tính. Thì bây giờ mình sẽ đây cái tương ứng với cấp bậc nó sẽ là một cái data khác. Nếu mà em nói luôn như này cho mọi người có bị confused ở chỗ nào không? Tại vì nếu mà luôn với cái dữ liệu này thì nó vẫn chưa, tức là nó vẫn chưa gặp cái trường hợp này này, nó vẫn chưa gặp cái trường hợp overfitting, underfitting, thì em vẫn chưa có thể nói được cái này ở trong dữ liệu thực tế cho mọi người được ạ. Thế nếu mà Trang để Trang là buổi sau thì em sẽ tìm một cái notebook để nó nói về cái hiện tượng này, thì khi như thế mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Mình hỏi xíu cái nãy cái dataset nãy thầy đưa ở trên Google là okay, cái một đây. Không, cái bài 1, 2 hồi nãy bạn mới dạy. Okay, đúng rồi, đúng rồi, đúng không? Thì những cái quy trình này là hình như là chưa phải gọi là bước test đúng không? Đúng rồi, chỉ cái quy trình là... đúng rồi ạ. Đó. Nhưng mà cũng chưa phải là learning chưa? Tức là để cho machine learning chưa? Đúng rồi, nó learning rồi đó. Nó đang train rồi learning đó. Rồi. Ok. Này nhưng mà nó chưa đến cái phần testing. Okay, bạn đang hiểu trong cái slide này á, tức là nó đang chỉ mới training thôi, và nó sẽ test ở trên là xem mình train xong rồi độ chính xác ở trên tập train là bao nhiêu thôi. Đó. Nó mới làm đến cái bước đấy, chứ nó chưa train là bao nhiêu, test là bao nhiêu. Thì đến những cái cái bước mà đánh giá error gọi là gì ra? Mình có mấy cái chỉ số error. Vâng, cái bước đánh giá error đúng không? Là cái bước trước đúng không? Là đây này. Là ở đây cái mà mình vừa nói đó, là cái R2 score hoặc là MSE đó. Đây. Mình vừa ý là để đánh giá cái mô hình ý là mục đích tại mình không chưa nắm lắm là sao nhỉ? Cái mục đích để thôi để có gì mình coi lại tức là mục đích của những cái metric đấy để làm gì đúng không bạn? Ý mình là mục đích mấy cái chỉ số error đó để có nghĩa là mình sẽ tính ra AB trước rồi sau đó mình sẽ đánh giá hay sao? Cái chỉ số error là mục đích để làm gì? Nếu mà nói thế luôn thì tức là trong cái thuật toán linear regression này á, thì nếu mà em nói kỹ ra thì nó sẽ phải có hai cái chỉ số nó mới đúng, tức là một cái chỉ số để dùng để tối ưu mô hình và một cái chỉ số khác để đánh giá mô hình. Nhưng mà đặc biệt thay là trong cái mô hình này hai cái chỉ số đấy nó là một,
Tức là mình đều có thể dùng, giả sử em lấy cái MSN nhé, là cái chung nhé, còn tất cả những cái này nó đều có cái ý nghĩa giống nhau. Thì bây giờ em sẽ lấy cái MSN là chung đúng không? Thì bây giờ trong lúc training á, thì mình sẽ tính cái MSN này ra và mình sẽ dùng cái chỉ số MSN này để đi tối ưu cái độ chính xác của mô hình. Đó chính là muốn cái MSN này càng nhỏ càng tốt đó, thì mình sẽ dùng cái chỉ số này để cho cái mô hình học. Thì cái mô hình của mình với cái mục tiêu là đi tối ưu cái chỉ số này thì À, nó sẽ vậy cho tìm. mình hỏi một câu nữa là khi mà mình có chỉ số MSE rồi đúng không? Mình sẽ lấy con số nào để tham chiếu với MSE là coi nó là tối ưu. À, thì cái đấy thì tùy bài toán đó, tức là có bài toán thì MSE là bằng bằng như này thì ok, tức là nó tùy bài toán đúng không? Nhưng mà Dạ. tùy bài toán là tùy sao em, ý là Dạ vâng, ví dụ vâng, chị từ từ đang nói. Tức là tùy bài toán thì nó sẽ là như này. Chị sẽ không không chị không thể nào chạy một mô hình xong rồi chị đưa ra cái MSE này là chị biết là cái MSE này là tốt hay không tốt được, thì chị phải chạy rất là nhiều mô hình khác. Xong rồi chị sẽ so sánh những cái MSE của những cái mô hình đấy với nhau, thì chị sẽ có thể tìm ra được insight là cái này tốt hay không tốt. Giả sử như điểm của em đúng không? Điểm của em thi đại học được 9,5, nhưng làm sao em biết được 9,5 là tốt hay không tốt được? Em phải so sánh cái điểm của em với những cái bạn xung quanh á, xem là 9,5 so với 10 là tốt hay không tốt đó. Thế là Chị có thể ok. hiểu hiểu như thế đúng không? Thì một ví dụ ở trên thực tế á, là chính là cargo nhá. Thì nói cũng không liên quan lắm, nhưng mà làm sao để biết MSE bằng bao nhiêu là tốt hay không tốt đúng không? Thì nó phải là tùy bài toán. Giả sử như đây này là một bài toán giá nhà này. Bài này dễ rồi nên là mọi người có thể thấy là score này, score bằng 0 chắc chắn là tốt nhất này. Nhưng mà mọi người có thể so sánh, nhưng mà cái mình nói đó chính là so sánh cái MSE của mình với những cái mô hình khác thì mình mới biết là nó tốt hay không tốt được. Thì giả sử với cái bài toán này thì em nói đi. Cho em hỏi, ok em hiểu cái ý của chị rồi, nhưng mà ví dụ như trong quá trình mà mình làm một cái để chọn một cái mô hình tối ưu á, vậy là lúc nào mình cũng phải chạy hết tất cả mô hình rồi xuất ra từng cái số mở đe rồi so sánh với nhau à? Nói Đúng chạy không? hết tất cả những mô hình thì cũng không đúng, tức là em Nhưng sẽ mà theo chỉ kinh nghiệm của chị theo kinh nghiệm của chị thì ở đúng rồi đây em, tức là gần đây nhá, em có thể thấy là cái list này này đấy thì mình đều chạy từ đầu, chạy cái này chạy cái này chạy hết, xong rồi so sánh nó với nhau, chứ không thể nào với một mô hình mà mình biết là nó tốt hay không tốt được. Nhưng mà có trường hợp nào ở ngoài đời giống như là kinh kiểu người ta có kinh nghiệm rồi người ta sẽ chỉ chọn lọc ra ba cái mô hình rồi người ta đánh giá thôi, ý là người Có ta cảm thấy ba cái chứ không đấy, đâu có ai lấy hết đâu đúng không? Đâu. đúng rồi đó em, cái đấy thì nó lại khác nữa, tức là những cái mà mình học ở đây á thì nó là một cái nền á, mọi người có thể thấy là cái linear này nó đơn giản đúng không, thì đấy là cái mô hình nó sẽ rất là đơn giản, nó là sơ khai luôn. Nhưng mà cái mà mọi người thường dùng ở trong thực tế đó chính là cái decision tree này này, nhưng mà nó là một cái bản phiên bản siêu nâng cấp của cái này đó. Thì bây giờ mọi người có thể hiểu là trong khóa này mọi người sẽ học được những cái mô hình nó căn bản nhất, còn những cái mô hình mà nó được dùng hiện tại á và nó cho kết quả tốt thì sẽ là được xây dựng từ những cái nền móng này. Thì mọi người có thể thấy là tham khảo những cái cuộc thi về các cargo các thứ đó, thì cái mô hình mà được dùng hiện tại nhiều nhất chính là cái mô hình ensemble learning, thì mình cũng sẽ được học trong khóa này luôn, là mình học cái này này đấy, cái mô hình này thì sẽ tức là nó outperform những cái này luôn á. Thì trong thực tế thì mình auto dùng cái ensemble learning này thì nó sẽ auto có kết quả tốt, nhưng mà nói auto như thế cũng không đúng nhá, tức là mình phải học, mình phải có một quá trình học những cái siêu tham số khác nữa, nhưng mà cái đấy thì mình sẽ nói những cái buổi sau, tức là mình sẽ dùng cái mô hình này. Mọi người có thể hiểu là trong thực tế thì mình sẽ dùng cái mô hình ensemble learning như này thôi. Nhưng mà mình cứ học đã, mình cứ học nền trước đã thì mình biết là cái ensemble learning này được nó được cấu tạo từ cái gì. Còn trong thực tế khi mà làm các bài DS các thứ thì data nó quan trọng hơn là mô hình đó.
Và xử lý data nó tốn rất nhiều thời gian. Sau khi mà có xử lý data, data sạch xong rồi á, thì mình đưa vào một cái mô hình nó đủ tốt thì nó sẽ tốt thôi. Tức là khi mà data của mình tốt thì kết quả nó sẽ tốt. Mọi người hiểu ý em đúng không ạ? Nhưng mà mình cứ học đấy nhá. Ý là mình cứ học những cái nền móng trước đã, rồi mình học đến những cái khó hơn sau. Cái ML này nó cũng là kiểu nền móng của AI hiện tại luôn á. Đó, thì nó cũng được xuất phát từ linear này thôi, từ mô hình linear này. Nhưng mà thay vì một cái linear đúng không? Thì Deep Learning hiện tại nó sẽ dùng 10 cái linear như thế. Mọi người có thể hiểu như thế. Nhưng mà nó đều đều được cấu tạo từ cái linear này hết đó. Đó. Có câu hỏi nào không? Dạ, không, cảm ơn cô. Nói chung là cái đấy học sao nhá, chắc phải đến buổi 7, buổi 8 á, thì mình sẽ giới thiệu cách dùng Ensemble Learning khi mà đi thi mấy cuộc thi các rồi này nè. Là cái mô hình đó là hiện tại là đang áp dụng nhiều ở ngoài công việc đúng, thực tế luôn. Ừ đúng rồi, tức là data nào cũng dùng cái mô hình đấy ạ. À, Là ok. cái XGBoost này này đó. Là chính là cái Ensemble Learning đó mọi người. À, nói như thế không phải là mấy cái mình học nó không quan trọng đâu nhá, mà nó kiểu như nền móng á, nên có thể hiểu thế á. Ok không ạ? Ok. Thế thôi chắc là đến đây thì mình chắc là cũng dừng ở đây luôn nhá. Thì mới buổi đầu thôi nên nó vẫn chỉ mới là test ở trên cái tập training thôi. Nó vẫn chưa chia ra tập train với tập test kỹ càng. Thì sẽ đến buổi buổi lab tiếp theo thì em sẽ sửa bài lab chẳng hạn để cho nó chia ra tập train và tập test. Rồi em sẽ nói tiếp cái slide này cho mọi người để cho mọi người đỡ bị confused. Em cũng ý là em cũng soạn thêm cái lab đó, mà có cái sự underfitting, overfitting các thứ cho mọi người dễ hiểu hơn. Trong bài extra lab của em người ta cũng chia ra tập train với tập test đó, nhưng mà em nghĩ là giờ nếu mà làm luôn ý là nếu mà làm luôn cái này thì mọi người sẽ không hiểu được đó. Nên là có khi là buổi này không cần phải làm extra lab của linear regression đâu, mà mọi người về á, xong rồi mọi người chạy lại bài, tức là mọi người chạy lại cái lab của thầy á, chứ không phải lab của em. Đây đây, mọi người sẽ nhấn vào đây. Xong rồi mọi người chạy cái bài lab của thầy nhá, là bài này này, bài bảo hiểm này này, là bài bài 1-2 đó. Đấy là bài tập về nhà. Mọi người chạy xong mọi người up lên cho em nhé. Rồi đến buổi sau em sẽ nói tiếp về những ngày này. Mọi người ok không ạ? Ok. Đó, mọi người về chạy xong rồi có gì không hiểu thì nhắn lên vào group chung nhé. Ok. Đó, bài tập về nhà là chạy cái bảo hiểm và chạy cái 1-2. Wow, xong rồi em cũng up record lên luôn. Chắc là thứ bảy chủ nhật là thứ hai mình học rồi mà. Thì em sẽ đến cái buổi đấy em sẽ giải đáp là buổi sau mình sẽ học về bài toán phân loại nè. Xong rồi mình sẽ nói về cái overfitting, underfitting. Và mình sẽ, đúng rồi, mình sẽ nói hai cái đấy để cho mọi người hiểu hiểu rõ hơn. Tại lớp mình học nhanh quá hay sao? Kiểu em dạy lớp trước, tôi em dạy ba khóa trước, đến cái đoạn này mọi người vẫn chưa hỏi đến những cái đấy, nên là em không lường trước được là mọi người hỏi đến cái đấy luôn á. Tức là mới đến cái buổi này thì mọi người chỉ mới, tức mọi người chỉ mới mới hiểu được là linear regression nó là gì thôi, chứ mọi người vẫn chưa, ý là chưa cần hiểu cái này á, em vẫn chưa chuẩn bị. Thì có gì để buổi sau nhá.
Ok. Vâng, thế anh buổi học kết thúc rồi, em xin chào mọi người. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ạ. Em up record lên luôn ạ. Mọi người xem record nhá. Vâng ạ. Ok. Cuối tuần vui vẻ ạ.